thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định và di động trên xe thiết giáp BTR-152 là một trong những nội dung huấn luyện nâng cao ở Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Với Thiếu úy Vũ Hoàng Hà thì nhờ những ngày khổ luyện trên thao trường, cùng với việc huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí khí tài trong biên chế, những năm qua, Đại đội Thiết giáp còn tăng cường công tác huấn luyện đêm, huấn luyện cho bộ đội tác chiến ở địa hình rừng núi và thành tác chiến. Người chỉ huy nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị. Thứ nhất là triển khai ra chỉ thị cho đồng chí trực ban đơn vị, phát tín hiệu báo động đơn vị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Sau đó, khi nhận được tín hiệu báo động, các thành viên kiếp xe nhanh chóng làm mọi công tác tổ chức chuẩn bị về quân trang cá nhân, chuẩn bị về các vật chất. Sau đó cơ động ra nhà xe để làm mọi công tác chuẩn bị để mở liêm. Khi có lệnh, sẵn sàng cơ động ra khu tập trung bí mật và sẵn sàng nhiệm vụ tiếp theo. Nhằm nâng cao cái khả năng hiệp đồng chiến đấu của các thành viên kíp xe, ngoài cái nội dung huấn luyện theo chương trình cơ bản thì đơn vị còn tập trung vào huấn luyện nâng cao và đặc biệt là cái tập trung vào huấn luyện ban đêm đối với các môn chuyên ngành quan trọng như là huấn luyện lái xe, chiến thuật và huấn luyện bắn. Nhờ thực hiện tốt mục tiêu huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, những cán bộ chiến sĩ của Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã và đang góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích này, nhiều năm đơn vị được trên công nhận là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.